anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em. Anh là kẻ may mắn này, luôn là kẻ may mắn này. Hôm nay mình chơi Calista thích đấu luôn 7 chưa thì nhân vật chính đâu mà ra số 4 đã có 7 con rồi các bạn ạ. Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Các cụ bảo rồi, đen tinh đi đò bạc. Trước đây thì mình không tin đâu, vì thiên hạ họ bảo là mình đen cả tình cả bạc mà. Nhưng mà hôm nay thì mình tin rồi. Hóa ra là mình tới giờ này là có lý do. Bảo sao mà cái game này nó chó đỏ, lốt 7 mà ra tới 7 con da xua. Xin phép là công hiến một game da xua rất vạc, sức mạnh tuyệt đối, chăn trốn một phát là đi một thằng nhá. Và game đây, mình muốn học đại học Pintover, nhưng mà hồ mơ mộng Ionia mới là cái vùng đất được chọn cho game đấu này. Vẫn là huyền thoại Fengu. Và sau 3 ro quái đầu thì mình có 3 mảnh trang bị là gậy này, giáp, đai máu và khá là nhiều từng thách đấu của đá bóng đêm. Người thích an toàn thì tất nhiên là sẽ chọn khổng lồ hóa để giữ máu vào top rồi. Kêu tự lên 2 và mình không ngần ngại up 4, thêm nó vào cái form 2 quần đảo bóng đêm, 2 thách đấu để bắt đầu cái chuỗi caro. Tại sao lại là caro à? Đây nhá, nhà đầu tiên bay cho đồ bé bỏng thì mình thắng chắc rồi. Nhưng mà đến nhà thứ hai thì không, ông này up cả 5 chút cẩn thận ạ. Thế là mình có dỗi câu đầu tiên. Thay Warwick vào chỗ của Irelia thì cho nó cầm cái giáp lửa luôn. Nhưng mà mình vẫn thua tiếp. Ông này level 5, 3 Surima với 2 thách đấu. Hơn cấp thì chả nói làm gì, đây là có lắp 2 đồ rồi thì đỡ thì đánh đầu được. Thua nhiều nhưng mà có khổng lồ hóa nên là mình vẫn hơn 100 máu và phải đi chợ cuối cùng. Còn mỗi cái nước mắt không có một cái sự lựa chọn nào khác ngon hơn cả. Về nhà thì mình up 5 cho Ire 2 vào sân để đép được chết nào hay chết đấy. Chứ anh em trong lobby này gắt quá. Ơ kìa, thế nào lại gặp ông này có yếu hơn cả mình. Đúng là người tính thì không bằng game tính. Chuỗi caro bây giờ là OXXO rồi. Thấy bất ổn quá, thôi chết nhà một tí. Có mấy nhà còn yếu hơn cả mình này. Vừa nói xong cái gặp luôn. Ông này mới có 4 chết, 2 thiện xạ nhưng mà tanh mới có 1 sao, không thắng được mình. Thôi tự nhủ là thắng thua gì cũng được, còn máu là còn kiếm lại được tiền. Đúng vậy. Đây rồi, để xem là ba cục đá này có giúp mình thay đổi được cái cục diện bết bát này không. Một gậy, một găng và 6 tiền. Nhờ hồ mơ mộng mà Calista của mình lên 2, cho nó cầm cái găng bỏ thạch luôn. Bắt về Samira nữa là mình có 4 thách đấu và 2 quần đảo bóng đêm. Bán kêu đi hâu được 40 tiền. Trông cũng ổn rồi đúng không? 3.1 thì mình gặp một ông chơi Chitana bắn tỉa. Nhưng mà Calista của mình đã lên 2 rồi còn có đồ nữa. Nó liên tục đâm giáo vào đối thủ, hạ gục đi Taric này, cờ lẹt và cuối cùng là Chitana. Thắng rồi, thắng rồi. Đánh thách đấu nhưng mà lại không có cung nào nên là mình quyết định chọn tiếp tế trang bị trong 3 cái loại vàng ở 3.2. Quyền trượng với đai máu ạ, nhất cái đầu được chứ. Hồi trong ông dây chuyền còn Calista cầm quyền trượng đi. Nhà có gì dùng đấy vậy. Mình được an ủi với nhà tiếp theo, mình gặp là nhà Timo. Còn Timo này chưa lên 4 sao thì chả khác gì cả ngày chưa được ăn cơm, yếu xìu. Thế là Timo thắp cho mình ngọn lửa nguy chích nóng hưng hực như cái mùa hè Hà Nội vậy. Muốn giữ cái ngọn lửa này quá nên là mình áp 6. Không có con nào cho thêm thì mình cho tạm Warwick vào. 6 chết thì vẫn hơn là 5 chết mà. Đấy, gặp ông này thì lại thắng rồi, đẹp xinh 50 tiền luôn. Thề luôn, vừa đi chợ vừa khấn. Tiếng lòng của mình quá là tha thiết nên là đã được anh em chờ cho một cái cung mang về lắp cuồng đao cho Calista. Thấy khỏi xác rồi các bạn ạ. 3.5 thì mình gặp Garen trong phòng tre, nhưng mà trong gãy cánh vì thiếu Zeke. Calista nhà mình được focus thẳng vào Garen và rất nhanh chóng nó nằm xuống giúp mình có được chiến thắng thứ 6. Trước sói thì mình gặp một nhà thiện xạ đã có Aphelios rồi, nhưng mà Aphelios mới 1 sao thôi. Làm sao mà có đủ đam để cắt chuỗi mình trước quái như lời nguyên được. Ngạo nghễ quy chức 7. 3 con sói, nhầm. 5 con sói chứ. Nó trả cho mình một cái váy, một BF và một cái cung, đồ ngon phết đấy nhở. Yasuo quá tuyệt vời. Yasuo nảy ra từ Ionia để bổ sung vào đội hình vừa lên 7 của mình. Kẻ bất dung thứ này sẽ được mình trao cho cái huyết kiếm để chăn chối từng đối thủ. Tài ngon thế này rồi thì mình tự tin là thắng cái nhà bắn tỉa này luôn. Và thế là chuỗi thắng ngày càng được nối dài, nối dài, nối dài. Tiêu chí của game này là nhiều đồ là mẹ thiên hạ nên là mình tiếp tục lấy túi đồ siêu cấp để thêm trang bị cho Yasuo. Tiền cũng dư dư rồi nên là mình roll nhẹ và có lôi Kai'Sa 2, đủ 6 thách đấu. Nó lại quá hợp lý để kéo dài cái chuỗi thắng này lên 9. Mình định là roll 7 để kiếm Calista 3 nhưng mà nó lạ lắm. Calista đâu không thấy mà lại thấy thêm 3 con Yasuo nó mới vãi chứ. Người chơi kỹ năng đây rồi, chó đỏ là một kỹ năng đấy các bạn không nhận đâu. Okay. Việc áp đảo về lượng đồ và có 2 con tướng 4 tiền 2 sao làm cho lobby khá là ngợp khi mà gặp mình. Thế là mình có luôn cái chuỗi thắng 10 trước vòng đi chợ 4.4. Mình nhặt thêm cái găng ở vòng đi chợ để về lắp đồ cho Yasuo và tiếp tục slow roll. Ơ kìa như nào ấy nhỉ, Calista thêm một con là Yasuo cũng phải thêm một con nữa mới chịu. 5 Yasuo rồi, nó công hiến như thế này thì mình phải cho nó thêm cái quyền năng với cả cái găng bỏ thạch luôn. Chả biết nói gì ấy, bởi vì là chữ 12 quá là dễ với mình. Các nhà đã biết được gì đâu. Rao chim trả cho mình thêm một cái găng, một cái cung, một cái giáp và một con Calista nữa.
vãi nước chảy cho chúng mà. Irelia cũng lên ba luôn kìa bảo đi à. Round tiếp một tí thì mình có thêm Kalista thứ 7 và hai con sen nữa. Sau đấy thì 5.1 mình gặp một đồng chí cũng thích đấu nhưng mà đồ cho Kai'Sa cầm. Tiếc là ông này có lợi thế về lõi nên là dập mẹ cái chuỗi 12 của mình luôn. Tưởng là có cháy dài dài chứ. Lúc này các nhà cũng pho phiếc ổn định rồi nên là mình vẫn roll tiếp để củng cố đội hình. Tín hiệu tốt là mình roll được ra show thứ 7 và Kalista cũng 7 con rồi. Kỳ vọng vào đứng 3 sao nên là mình hút để đổi cho nó cái cung xanh. Còn các bảo thạch thì cho Kai'Sa cầm. Cộng 1 thất bại vì gặp nhà Aphelios thiện xạ Ferrazot đang hot meta này. Nhưng mà 5.3 thì không thua nữa. Ông này chơi Garen nhưng mà sai công thức nên là dù Garen rác vàng rồi vẫn không ăn thua. Thế mới biết là đi học cô giáo dạy thì hay nhưng mà về nhà làm sai thì điểm vẫn kém như thường đúng không? Lượt đi chợ này thì mình lấy cái vuốt rồng để thêm tí tanh. Và 5.5 thì Timo nhà này đã 4 sao rồi. Timo 4 sao đấm mình vỡ mồm. Nhưng mà đấy là Timo 4 sao thôi. Chứ quả Timo 2 sao này thì các bạn biết là thằng nào mới là thằng vỡ mồm rồi đấy. Mình còn 79 máu trong khi lúc đi chỉ còn là 2 người. Ông kia thì cháy cháy các thứ. Rồng ngàn tuổi cho mình thêm cái Zeke và một ít tiền. Mình up 8 và dắt vàng luôn Kalista để game đấu này kết thúc sớm. Gia xua thứ 8 cũng xuất hiện mặc dù là mình không quá vất vả để tìm kiếm. Nếu mà các bạn xem nãy giờ và thấy mình chơi game ngáo thì nhìn đây này. Ông này còn ngáo hơn. Không hiểu sao mình lắp đồ cho cờ lẹt để cho nó hóa 4 sao cùng Poppy. Trong khi đấy thì Timo đam chính vẫn 3 sao. Thật là khó hiểu. Chơi thế này thì làm sao mà thắng được mình. Kalista của mình liên tục găm giáo vào đầu Poppy. Kai'Sa đam vào hàng sau và ra xua thì lốc. Sau đấy thì chăn chối đi Timo và kết liễu hắn. Game này thì không có gì gay cấn cả. Chỉ là một màn công hiến ra xua 3 cho các bạn mãn nhãn thôi. Rát vào một cái là nó cứ mỗi chăn chối là một đối thủ phải nằm xuống. Sức mạnh tuyệt đối. Mình thấy Zasuo là một con tướng khá là mạnh ở mùa giải này. Các bạn có thể mix nó với cả đội hình Ionia, đội hình thách đấu hoặc là có thể flexible nó với các team mà có kẹp Kai'Sa để lì khống chế. Các bạn có thể tận dụng nó để tối ưu nhé. Và đừng quên là like video này để ủng hộ mình. Comment đội hình mà bạn muốn mình chơi. Còn giờ thì bye bye, chúc các bạn leo lên vui vẻ. Bye bye.